Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay Tiến sẽ giới thiệu với quý cô chú anh chị mình là một nền đất để mình xây nhà nha anh chị ơi. Thì đường trước đất của mình anh chị là đường đan bê tông 3m nha. Còn cái nền của mình á thì ranh giới là từ cái ngôi nhà bên này nè anh chị. Mình ngang qua 5m, mình sâu vô là 20m, là tổng cộng là 100m² đó anh chị ơi. Và đất của mình á là đất đã lên full thổ cư rồi nha anh chị. Thì đường trước đất của mình anh chị thì xe hơi là vào tới đất luôn nha anh chị ơi. Và đối diện nền đất của mình anh chị là sẽ có một cái kênh thoát nước nè anh chị. Và vị trí chính xác của nền đất của mình anh chị nằm ở là ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Và xung quanh anh chị thấy là dân cư là hiện hữu nha, người ta xây nhà ở rất là đông rồi nha anh chị. Và từ nền đất của mình anh chị mà mình chạy ra cái đường tỉnh 879B anh chị là chỉ có là 220m thôi nha anh chị. Một chút xíu nữa thì Tiến sẽ chạy ra ngay chợ Gò Cát luôn cho anh chị xem nha anh chị ơi. Và từ nền đất của mình anh chị mà mình ra chợ Mỹ Phong á, là 800m, mình ra chợ Gò Cát á, là tầm khoảng là 600m. Và cái nền đất của mình á, nằm ở khu vực là nằm giữa hai cái chợ luôn nha anh chị. Và mình từ đất của mình á, mà mình ra trường tiểu học Mỹ Phong á, là khoảng là 4 phút thôi nha anh chị, là mình đến trường tiểu học Mỹ Phong rồi. Và mình ra quốc lộ 50 á, anh chị là ngay chỗ đường Gò Cát, chợ cầu Gò Cát mình đi ra thì tầm khoảng là 1,4 km, là đi khoảng là 4 phút. Mình qua quốc lộ 50 là mình vô trung tâm thành phố Mỹ Tho rồi nha anh chị ơi. Dạ, với một cái nền đất như thế này 5x20 full thổ cư, hướng thì là hướng đông nam nha anh chị, thì dân cư hiện hữu rồi, người dân ở đây sống rất là đông rồi nha anh chị. Thì nền đất của mình là thích hợp để xây nhà nha anh chị. Thì giá thì Tiến sẽ báo giá công khai luôn, là nền đất của mình sẽ có giá là 800 triệu nha anh chị, là 8 triệu 1m² đó anh chị. Đất thì thổ cư rồi, mình vô là mình xây nhà mình ở thôi nha anh chị. Thì anh chị nào mà quan tâm thì mình cứ gọi điện thoại cho Tiến qua số điện thoại là 0787686293 trên màn hình nha anh chị ơi, để mình vào mình xem đất cũng như là mình đến mình chốt cọc luôn với chủ luôn cũng được nha anh chị. Tại vì sổ hồng là sổ hồng sẵn luôn, ngày cấp sổ là ngày 28 tháng 7 năm 2022 thì mới đây hả anh chị ơi. Thì anh chị thấy là sổ mới cấp cho nên mình cũng không có quá lo lắng gì cái phần bị quy hoạch nha anh chị. Thì Tiến đang chạy ra chợ Gò Cát nè anh chị ơi. Là từ đất của mình á, chạy ra chợ Gò Cát là chỉ có 600m thôi là mình đến với chợ Gò Cát rồi. Và anh chị nào quan tâm thì cứ gọi cho Tiến nha anh chị. Chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo. Chúc anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài nha. Đây mình tới chợ Gò Cát rồi nè anh chị.